Xin kính chào quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em quý vị đang theo dõi chương trình 5 phút với lời Chúa mỗi ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston. Tôi là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh, xin kính chào quý vị. Và giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa trong ngày mùng 2 Tết. Và cũng là ngày mà giáo hội dành để mừng kính lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu Kitô trong đền thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 15 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay chúng ta dùng lời Chúa được công bố trong ngày mùng 2 Tết. Bởi vì đối với người Việt của chúng ta, 3 ngày Tết có một vị trí và vai trò rất linh thiêng trong tâm thức của người Việt. Thế nhưng, ngày mùng 2 Tết, chúng ta dành để kính nhớ ông bà tổ tiên sau khi ngày mùng 1 Tết chúng ta đã cầu nguyện xin ơn bình an. Và ngày mai, ngày mùng 3 Tết, chúng ta xin thánh hóa công ăn việc làm. Thì 3 ngày Tết này đối với người Việt của chúng ta, như đã thưa, có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh của mình. Và 3 cái ngày đặc biệt này, người Việt của chúng ta dành riêng ngày mùng 2 Tết để mà hướng tâm hồn của những tín hữu lên việc cầu nguyện và suy niệm về sự hiếu thảo của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý vị, tại sao người Công giáo của chúng ta lại dành ngày này để kính nhớ ông bà tổ tiên? Thiết nghĩ chúng ta cũng cần trở lại với cả cái truyền thống đạo hiếu của những người Việt chúng ta. Với người Á Đông và cụ thể là người Việt thì chúng ta rất là đề cao chữ hiếu và coi cái chữ hiếu đó là cội rễ của mọi nhân đức. Người con mà bất hiếu là người con bỏ đi, không có đáng để mà coi trọng. Và những tôn giáo phát xuất tại Á Đông cũng thế, những anh em Phật giáo cũng vậy, họ cũng dành những cái ngày rằm tháng 7 để cử hành lễ xá tội vong nhân, hay còn gọi là lễ Vu Lan, và cái dịp này họ cũng nhớ đến ông bà tổ tiên. Rồi nhất là những người mà không phải là Phật giáo, là những người mà đạo gọi là đạo ông bà, thì những cái ngày rằm ngày Tết thì họ đặc biệt kính nhớ ông bà tổ tiên, du nhập những cái nét đẹp từ cái truyền thống văn hóa đó. Người Công giáo Việt Nam chúng ta không những là chúng ta dành ngày mùng 2 Tết để kính nhớ ông bà tổ tiên, mà chúng ta còn dành cả nguyên một tháng 11 để mà cầu nguyện cho những người quá cố. Và trong 10 giới răn của Chúa thì giới răn thứ 4 là giới răn mời gọi mọi người Kitô hữu phải thảo kính cha mẹ. Bên cạnh những cái thói quen tốt lành như vậy,
thì người Công giáo của chúng ta còn tìm thấy nhiều ý nghĩa khác trong việc kính nhớ ông bà tổ tiên. Ý nghĩa đầu tiên đó chính là ý nghĩa được khởi đi từ cái nét nhân văn, hay còn gọi là nhân thuộc về nhân tính. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu là một trong những cái nét thuộc về nhân tính. Chúng ta là con người chứ không phải là thú vật, để rồi chúng ta không có biết đến công ơn của ông bà bố mẹ sinh sản nuôi dưỡng chúng ta. Và cái điều thứ hai mà người Công giáo chúng ta thể hiện sự kính nhớ ông bà tổ tiên, đó là thờ cha kính mẹ là con đường dẫn người ta đến việc tin nhận Thiên Chúa. Bởi vì qua ông bà cha mẹ chúng ta nhận được sự sống. Nhưng với những người Công giáo, sự sống đó ông bà bố mẹ của chúng ta chỉ cộng tác vào thôi. Nguồn mạch của sự sống, nếu người ta tìm hiểu cho thấu đáo, đó chính là Thiên Chúa. Điều thứ ba là thờ cha kính mẹ cũng là cái nẻo đường dẫn chúng ta tìm hiểu cái khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Bởi vì qua việc thờ cha kính mẹ, chúng ta nhận lãnh được tình yêu thương mà cha mẹ trao ban cho chúng ta. Nói đến đây, chúng tôi cũng xin mở ngoặc một chút xíu. Trong ca dao của chúng ta thường nói, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, củ lao chín chữ ghi lòng con ơi. Củ lao chín chữ là những cái điều khó nhọc của cha mẹ trong việc sanh dưỡng con cái, như là sinh, cúc, dục, phủ, xúc, trưởng, cố, phục, phúc. Đó là những cái điều mà diễn tả cái việc mà sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Thế nhưng mà rất nhiều khi trong xã hội ngày nay chúng ta đọc những cái thông tin về bố mẹ ngược đãi con cái, hành hạ chúng nó ở bằng roi đòn quá sức, khiến cho tâm hồn và thể xác của những đứa trẻ bị tổn thương. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Trong ngày mùng 2 Tết này, chúng ta một mặt chúng ta hướng đến bố mẹ chúng ta để chúng ta khám phá tình thương, và qua đó chúng ta khám phá diện mạo của Thiên Chúa. Nhưng một mặt khác, chúng ta cũng được mời gọi hãy rà soát lại tình thương mà chúng ta dành cho con cái. Và cuối cùng, một thái độ thờ cha kính mẹ đúng nghĩa sẽ khơi dậy chúng ta lòng ước ao Thiên Chúa. Khi chúng ta nhận lãnh được những cái ân huệ từ cha mẹ, thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những dấu chỉ và ân huệ của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày mùng 2 Tết này là một cái dịp để mỗi người trong chúng ta sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người quá cố là ông bà tổ tiên của chúng ta, những người ra đi trước chúng ta. Đây cũng là một cái dịp mà chúng ta cũng thăm lại mộ phần, sửa sang lại mộ phần cho những người quá cố. Và qua cái dịp này, chúng ta cũng khơi lại lòng hiếu thảo của chúng ta đối với cả những người quá cố là ông bà tổ tiên cha mẹ trong những cái việc làm cụ thể trong cái dịp Tết này. Đó là khi mà còn sống thì lo phụng dưỡng bố mẹ, khi bố mẹ qua đời thì hằng nhớ tới cầu nguyện, và nhất là thực thi những cái lời dạy dỗ bảo ban của ông bà cha mẹ, và cũng truyền lại những cái lời dạy dỗ bảo ban tốt lành, truyền lại đức tin cho con cái.
và chăm sóc con cái của mình như là những cái gì mình đã nhận được từ ông bà cha mẹ, không những là bằng mà còn tốt hơn. Xin một lần nữa cùng với quý anh em trong Trung tâm Mục vụ Đa Minh xin gửi lời chúc mừng năm mới đến quý vị. Amen. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái và chào tạm biệt. Người soi tôi.